Tiếng một là một lát nữa anh thấy lầy cho phép thì mình sẽ mấy tưởng mới là gì phải không? Hai mình đóng cái. Em cũng có suy nghĩ đó đó. Ừ. Dạ. Vậy mua cho vô ăn đi. Không, em có suy nghĩ là ăn dưa hấu mà không dùng tay. Nguyên trái dưa hấu luôn. Thôi, mua cho vô ăn đi, hết thôi. Chứ làm gì? Vô nhà nghỉ. Thôi. Đấu kiếm mà. Rồi. Kẻ kiếm chết. Anh lại rủ mình đấu kiếm mà. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh TVL Vlog. Và tôi là Tùng Vĩnh Long đây. Như đã hứa với các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình lên đường để thực hiện series thử thách tìm nhà của những người nổi tiếng. Và tập tiếp theo này tôi sẽ cùng các bạn đi tìm nhà của Thánh Lầy Vlog ở Trà Vinh các bạn. Và anh này là rất được rất nhiều các bạn trẻ yêu mến và rất là nhiều bạn trẻ yêu cầu. Trong kênh của tôi ưu tiên sẽ hiện những comment của các bạn trẻ mà yêu cầu sớm ở xung quanh đây. Thôi nào thôi, chúng ta hãy bắt đầu lên đường đi tìm nhà của anh Thánh Lầy Vlog nha các bạn. Hãy xuống Trà Vinh thăm ảnh nào, thôi nào. Let's go. Hay, nhưng mà trước khi muốn làm gì thì chúng ta phải cần ăn no bụng trước cái đã. Và tôi muốn giới thiệu với các bạn một cái quán hủ tiếu bò kho mà khi mỗi lần có dịp tôi về Vĩnh Long thì tôi đều ghé ăn. Quán này rất là ngon, rất là hợp với cái khẩu vị ăn uống của tôi. Lần nào tôi về đây ăn cũng kêu một lần hai tô cả các bạn. Dạ, nó có tô nhỏ, tô 10.000 thôi. Ăn hai tô là cũng đối với sức ăn của tôi là cũng là no đó. Đủ để thực hiện cuộc hành trình đi tìm nhà của anh Thánh Lầy Vlog đó. Và cái địa chỉ của quán này tôi sẽ post ở dưới cái đường post ở dưới trong cái phần mô tả. Thôi, trong cái phần mô tả dưới phía dưới video này, khi bạn nào có dịp về Vĩnh Long có đi ngang chỗ này thì hãy ghé vào đó quán này ăn thử. Quán này chỉ bán vào buổi sáng thôi nha các bạn. Các bạn nào đi buổi chiều là không có đâu. Bây giờ là 7 giờ rưỡi rồi các bạn. Cho em hai tô nhỏ đi. Dạ. Mình sẽ kêu hai tô nhỏ để quay trở lại cái thời xưa mà mình hay đến đây ăn, mình kêu hai tô nhỏ các bạn. Ở đây có tô lớn 15, 20, 25 nè. Nhưng mà thói quen uống của mình là hồi xưa là mình hay ăn hai tô nhỏ. Đây là hai tô nhỏ, mỗi tô 10.000. Nhưng mà nó cũng rất là đầy đủ. Rất là ngon. Đối với khẩu vị của mình là rất là phù hợp luôn. Đây là cái quán quen của mình. Lần nào có dịp Vĩnh Long mình cũng ăn nha. Ăn hoài. Ngày nào cũng ăn, đến khi nào mà mình hết ở đây nữa, mình đi nơi khác mới thôi. Ăn không bao giờ ngán các bạn. Cơm no rượu say rồi, bây giờ chúng ta lên đường thôi nào các bạn ơi. Do hai thành viên Bích Phượng và Hiếu MTV còn ở trên Bình Dương có việc nên chuyến này mình về trước và thực hiện thử thách một mình nha các bạn. Chặng đường ngày hôm nay mình phải vượt trên 62 km nha các bạn. Mình xuất phát từ Vĩnh Long và đi Trà Vinh, đây là biển báo chỉ đường là 62 cây nữa mình mới tới. Khoảng đường còn rất là xa, xe rất là gian nan vất vả đây. Xe mình hết xăng rồi các bạn ơi, chỉ còn có 3 nấc thôi. Bây giờ mình phải ghé cây xăng, mình đổ xăng cái đã rồi mới lên đường tiếp được. Đổ cho em 80 anh ơi. Về đường mình đi là đường tỉnh 906 nha các bạn, qua đường Thủ Thành đó, chứ mình không có đi đường thẳng vô thành phố Trà Vinh vòng xuống nha các bạn, mình sẽ đi đường tắt cho nó gần hơn. Phía trước mình là địa phận của Trà Ôn các bạn, xã Hữu Thành, huyện Trà Ôn. Rồi mình sẽ tiếp tục quẹo phải vào đường tỉnh 911 để đến nhà của anh Thánh Lầy. Nãy là mình ở trong Hữu Thành đi ra đường này nè các bạn, đi ra đường quốc lộ 54. Bây giờ mình sẽ lên cầu này kia là cầu Trà Mẹt. Mình đi thẳng đường này sẽ tới thị trấn Cầu Quan các bạn. Hiện tại mình đã tới địa phận của tỉnh Trà Vinh rồi các bạn, đã tới các chùa của người Campuchia. Mình sẽ tiếp tục lên đường tìm kiếm anh Thánh Lầy Vlog thôi. Mình đến Cầu Quan rồi các bạn ơi. Mình còn cách Cầu Quan 5 km nữa thôi. Hiện tại là mình đang đi đường nhỏ các bạn, đường tỉnh lộ, đường trong. Mình đến rồi các bạn ơi.
mình đã đến khu vực nhà của anh Thánh Lầy rồi. Mình sẽ chạy qua đó. Kìa, bên kia kìa. Bên kia ai kìa, giống anh Linh bây giờ. Anh Linh, đúng rồi, anh Linh hả bạn ơi. À, chào anh Linh. Em là Tùng Vĩnh Long. Nhưng mà em sinh sống là làm việc ở trên Bình Dương. Lần hôm nay em từ Bình Dương lặn lội xuống đây để tìm gặp các anh. Anh Linh đang làm gì anh Linh? Anh Linh đang làm vàng bầu các bạn ơi. Bữa nay vui quá các bạn. Bữa hôm mình đã làm 4 clip tìm nhà của các YouTuber nổi tiếng rồi. Nhưng mà hôm nay là clip đầu tiên được gặp các anh. Đây là anh Linh các bạn. Anh Linh. Đây là anh Linh nè các bạn ơi. Các bạn nhìn ngay anh Linh không? Đúng nọc quá đó. Bên kia là mẹ của anh Thánh Lầy không? Mình để qua chào bác. Bên kia là bác gái các bạn. Dạ ơn thưa bác Minh Xuống. Ở đây là mẹ của anh Thánh Lầy Vlog. Bữa nay anh mới xuống hả? Dạ. Đi quay phim rồi. Dạ. Không sao con đợi anh về. Ừ. Dạ. Dạ. À, thì nghe thông tin của bác gái nói là anh Thánh Lầy Vlog đi quay phim rồi các bạn. Anh đi với anh Khánh Mai rồi. Đây các bạn, mình đang ở khu vực nhà của anh. Nhà trọ 99. Ở chữ màu xanh, chữ nhỏ là Thánh Lầy Vlog luôn các bạn. Đây là khu vực nhà của anh. Anh đi quay ở hướng nào bác? Dạ nếu mà gần đây con chạy tới chỗ anh luôn. Để con lấy lấy số bác nhớ số cho con số con điện anh thử. Dạ. À, hôm nay mình xuống tìm ảnh nhưng mà đó là một cái quy luật chung rồi các bạn. Các YouTuber nổi tiếng thì rất là bận, lúc nào bạn mà không hẹn trước thì các anh ấy đều phải đi quay rồi. Đi và các bạn đi mà ngẫu hứng thì cố nhiên là không thể nào gặp được đâu. Mình đang đợi bác gái lấy số điện thoại để mình điện cho anh Thánh Lầy các bạn. Nếu mà ảnh đi quay ở gần đây mình sẽ chạy tới chỗ đó, chạy tới địa điểm quay của ảnh tìm ảnh luôn. Bác gái ở bên kia đang điện thoại luôn rồi các bạn ơi. Bác đi cần. Tôi cần nghe gần cầu của tôi cần không? Hả? Ngay siêu thị tiêu cần á, rồi. Dạ. Ngay siêu thị tiêu cần. Dạ cho con số điện thoại có gì ra ngoài cái con ừ. Con điện ảnh chứ là không gặp rồi, không biết tìm chỗ nào luôn. Anh đang ở ngay siêu thị tiêu cần các bạn, anh đi quay ở đó. Bây giờ mình sẽ chạy ra ngoài đó tìm ảnh. Vậy mình chỉ được phép lấy số của anh Khánh Ma rồi các bạn. Bởi vì những YouTuber nổi tiếng nếu mà lộ số điện thoại ra thì bảo đảm cái điện thoại nó reo suốt ngày luôn. Thôi sẽ tối ngày có rất là nhiều bạn điện thoại không sẽ không tập trung vào công việc được. Hai người không công. Con cảm ơn bác gái. Ngay cầu tôi cần như vậy, chưa hỏi siêu thị tôi cần hay là tôi chỉ mới chưa được cấp mắt á. Dạ, siêu thị cấp mắt tiêu cần. Nó mới khai trương có mấy ngày nay. Anh ở trên này. Anh gần đó là hay là anh trong đó? Ngay đó ngay siêu thị trên đó. Dạ. Siêu thị tôi cần. Dạ. Dạ. Bây giờ mình lên đường tìm ảnh thôi. Mình thưa bác gái, thưa anh Linh mình đi nha. Thưa bác gái con đi tìm ảnh bác gái. Em đi anh Linh ơi. Mình đã đến siêu thị cướp mắt thị trấn Tiểu Cần rồi các bạn. Và việc bây giờ là mình cần xác định anh Thánh Lầy với anh Khánh Ma đang ở đâu. Alo. Em hồi nãy bác gái cho em số anh Khánh Ma, anh với anh Thánh Lầy đang ở đâu vậy anh Khánh Ma? Hồi nãy bác gái chỉ là ra kêu cô mắt, em đang đứng ở cô mắt nè, giờ từ cô mắt đi chỗ Thế Giới Di Động là đi hướng nào? Chạy ngược trở về hướng nhanh đó hả? À, rồi em cảm ơn nha, vậy thôi nha. Dạ. À, vậy là bây giờ anh Thánh Lầy với anh Khánh Ma đang đứng ở chỗ Thế Giới Di Động Tiểu Cần các bạn. Mình sẽ tiếp tục
lên đường tìm kiếm các anh thôi. Đi thôi nào. Trời tới rồi đây các bạn ơi, xe võng đây nè. Hồi thấy hồi nãy là mình đã tìm được chính xác cái địa điểm này nhưng mà lại chạy ra cố bắc Bình Dương, bây giờ chạy lại ngược lại. Xe võng này ổng đang ngồi trên lầu, bây giờ mình sẽ đi lên lầu gặp ổng. Rồi bây giờ cũng như thường thông lệ, mình có chuẩn bị mua món quà và mình đã tìm được anh Khánh Lầy đang check in tại đây, quán cà phê. Quán cà phê Milano. Xe của ảnh đây các bạn. Và mình lên mình gặp ảnh thôi. Đây. Đây là không gian của quán các bạn. Kìa, ai kìa? Các bạn thấy không? Ai kìa? Trời ơi, mừng. Các bạn à. Mừng quá các bạn ơi, gặp được rồi. Phải không? Phải quá. Nói này nhanh nha, chị kể anh nè. Đây là lần thứ tư em đi tìm nhà các YouTuber nổi tiếng, nhưng mà anh là người đầu tiên em gặp được luôn á. Mấy người kia là bận đi vắng đi quay hết rồi, đâu có gặp đâu. Kinh gì? Em là Tê Nguyên, là chính xác của Tùng Vĩnh Long. Em tên Tùng, em quê Vĩnh Long, nhưng mà em đang sinh sống ngày làm việc tại Bình Dương. Được gần miếng quà không? Không, em không gần miếng quà, xa lắm anh ơi. Tưởng gần cảm chứ. Anh đây là anh Khánh Lầy Vlog nè các bạn. Tưởng cho miếng quà ra chứ. Đâu có đâu, em Bình Dương. Không có miếng quà. Đây các bạn. Rất là mừng luôn, rất là vui luôn. Chưa chờ chút. Thuốc cái quên nãy giờ. Bữa nay. Rồi ảnh hút thuốc theo cái phong cách mà của Út các bạn. Người Út mới hút vậy thôi. Không. Người Lầy mới hút vậy. Em bữa nay có chuẩn bị anh món quà. Do tự tay em thiết kế luôn. Món nữa thôi. Dạ. Món nữa thôi. Là sao anh? Là thêm món nữa. À món nữa hả? Là nếu mà có dịp lần sau tem em xuống thì em sẽ tặng anh thêm món nữa. Em. anh lại các bạn. Là hôm nay mình đã thực hiện trọn vẹn thử thách của các bạn. Chuyện nào mới vậy? Dạ, dạ chiều chiều. Hả? Chiều mốt cái gì? Chiều nay. Chiều mốt đi. Em không biết nữa. Tại xuống đây phải ở ngại. Dạ, thì anh có cho ở không à? Ở tháng rồi đó. Nhớ lại ở tháng rồi đó. Không, qua khỏi tới đây em lên cái này em làm việc cho. Thế này thoải mái lắm. Dạ. Ở tháng rồi nè. Thôi em có tặng anh món quà, anh vui đi. Vui luôn rồi, cho khán giả biết là em tặng cái gì. Rồi. Té cái tem cho con. Cái này để khu Vinh clip anh lại. Dạ. Đó. Biết không? Dạ. Khu Vinh clip anh nó có tác dụng về kênh kinh nhiều hơn. Dạ. Bởi vì anh khu Vinh clip của anh nó kéo khán giả của anh qua rất nhiều. Dạ. Thôi vậy là anh Khánh Lầy quyết định là để dành món quà này để ảnh tôi và ảnh review luôn các bạn. Nếu mà các bạn có muốn tò mò về món quà này mình tặng ảnh cái gì á thì tôi biết món gà quà món gì các bạn biết. Dạ. Trước luôn á, bao xu thuốc dục không ạ? Không có đâu, không có cái đó, không có món quà từ đây thiết kế luôn á, đơn giản lắm. Anh có điện thoại các bạn. Nếu mà các bạn tò mò về món quà đó mình tặng cho anh là món quà gì á thì các bạn hãy ghé qua trang Khánh Lầy Vlog. Đường link mình sẽ để dưới phần mô tả. Anh nói là anh sẽ tự tay khui món quà đó và quay video review trong cái kênh của anh. Ok. Đây là anh Khánh Ma nè, nãy giờ không thấy ảnh. Đây anh Khánh Ma các bạn. Thôi chào các bạn. Bữa nay đi quay gì cho anh? Bây giờ anh em đi ăn mì cá nhưng mà lại không tại khá là chưa có quay chút xíu nó mới quay vậy hả? Giờ chút xíu nó mới quay. Hồi nãy cũng không có quay. Vậy là nãy giờ ngồi đây là thả hơi hả? Chút xíu nó mới quay các bạn. Dạ, chút xíu nữa các anh mới quay. Nếu mà các anh cho phép thì mình sẽ đi theo các anh hỗ trợ các anh luôn. Rồi vậy ha các bạn. Bữa nay vui quá các bạn ơi, là clip này clip thứ tư rồi. Clip đầu tiên là mình game nhà. Dạ. Anh Lầy các bạn ơi. Khui đi anh, nói khui đi, mặc vô luôn. Nói chứ khui đi. Không khui. Có ý nghĩa lắm, không có gì bậy bạ đâu. Không, mà anh Lầy không khui. anh quyết định rồi. Khui luôn được rồi đó. Anh này cắt nghe đại rồi cắt. Như anh khui được rồi, nhưng mà anh khui này là anh quay không? Cưng tiếp cận được khoảng 100 khán giả đây, nhưng mà anh thua cưng phải tiếp cận được 10.000 khán giả, tăng 10.000 ký, 1.000 người ký chỗ nào. Vậy để anh vui để anh quyết định ảnh vui của bạn, mình sẽ tôn trọng ý kiến của anh. Anh tự vui và anh tự quay để mới quay hả? À quay luôn.
Bữa nay em nói thiệt chia sẻ với anh Lầy luôn nha, là em làm thử thách theo yêu cầu của khán giả, là em tìm nhà 4 youtuber nổi tiếng rồi. Đầu tiên là anh Lâm Vlog, qua tới nhà anh luôn mà không có gặp anh đi quay ở trên Sài Gòn á. Người thứ hai là anh Lay TV, cũng vậy luôn, anh đi quay ở đâu á em qua nhà mới nhà cũ luôn cũng không gặp. Rồi mới đây là tìm nhà của Thiệu Nhất Nguyên, Thiệu Nhất Nguyên đi Vũng Tàu luôn, đi chơi với bạn luôn không gặp luôn. Rồi bữa nay là qua anh là người thứ tư nhưng mà lại là người đầu tiên em gặp được, mừng lắm luôn á Lay. Người đầu tiên mà youtuber đầu tiên mà mình gặp được trong cái series thử thách tìm nhà những người nổi tiếng. Mà gặp được khoái không? Khoái. Tại mình phải nói là khoái lắm. Khoái lắm. Mình đi từ Bình Dương về đây mà rất là xa, rất là hồi hộp luôn. Mình không biết là cũng như là hồi hộp lại, không biết nó giống như mấy lần trước không, mà đi tới không biết ảnh có nhà không. Anh lúc nào có nhà hết. Dạ. Ủa đi quay điện thoại mẹ điện thoại cái gặp anh. Dạ. Nên ra tới đây gặp được rồi là khoái lắm. Kêu bạn ơi. Uống gì kêu đi. Đây là cái phong cảnh của quán cà phê gì? Milano, quán cà phê Milano các bạn. Anh Lầy đang check in ở đây. Mình sẽ đi quay một vòng cái khung cảnh của quán này cho các bạn cùng xem. Quán này có cái view chỗ này rất là lý tưởng, ngồi trên gác nhìn xuống quốc lộ 60. Ảnh đang chuẩn bị lên đường đi quay clip. Anh đang có lẽ anh đang bàn bạc ý tưởng. Chừng lên đây nghe dở đi. Lấy miếng lụng dở được, hai miếng dở được. Dở được. Ở đâu nó chạy quay xa. Ở giờ đâu. Nói lấy miếng lụng dở được. Sao nó 2/6 á. Ờ miếng lặng lại nó chở bàn ghế rồi. Nó dở được mình luôn à, nó dở mình luôn được luôn. Rất là nặng luôn. Chiếc này bao nhiêu ký anh Lầy? 285. 285 ký. Quá khủng. Bên kia là anh Khánh đi chung với một anh nữa mà mình chưa kịp làm quen, chưa kịp biết tên.